hạt nhân nguyên tử, nguyên tố học và đồng vị. Thế thì trước khi sang phần bài tập thì thầy sẽ tóm tắt lại những cái ý chính của nội dung bài để giúp em nhớ nhanh và dễ dàng vận dụng vào cái phần bài tập. Đầu tiên chính là hạt nhân nguyên tử. Các em còn nhớ cấu tạo hạt nhân nguyên tử không? Nó gồm có hạt nhân làm chính giữa và lớp vỏ do các electron bay xung quanh. Và cái lớp vỏ này nó bay rất là rộng, cách xa hạt nhân. Do đó nguyên tử thì có cấu tạo rỗng ở giữa. Thế thì cái hạt nhân này gồm gì? Gồm proton và electron. Thế thì người ta gọi Z là điện tích hạt nhân. Z là điện tích hạt nhân. Thì điện tích hạt nhân sẽ bằng số p bằng số E. Và nếu lấy Z cộng N hay là lấy số proton cộng số electron thì ta có khái niệm số khối. Được chưa? Đấy. Như vậy điện tích hạt nhân Z thì bằng số P bằng số e và số khối là tổng của số proton cộng số neutron được chưa đấy tiếp theo là gì ta sang cái phần thứ hai đó là nguyên tố hóa học là gì những nguyên tử mà có cùng z có cùng điện tích hạt nhân z thì được gọi là nguyên tố hóa học những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân z thì được gọi là một nguyên tố hóa học ví dụ oxy có điện tích hạt nhân là 8 thì ta gọi là tất cả những thằng nào có điện tích hạt nhân là 8 thì đều gọi là oxy hết. Được chưa? Và người ta ký hiệu nguyên tử là XAZ trong đó Z là số hiệu nguyên tử và A là số khối. Các em lưu ý rằng ở đây cùng ký hiệu là Z và điện tích hạt nhân Z. Ta có thể khi làm bài nếu không phải phân biệt quá sâu về mặt kiến thức thì các em có thể coi Z này và Z này là giống nhau. Được chưa? Có thể coi Z này và Z này là giống nhau nếu ta chỉ có mục tiêu là làm bài, lấy độ lớn của nó, lấy giá trị mà không đi sâu vào việc phân tích, phân biệt các khái niệm. Đấy. Còn nếu đi sâu phân tích thì các em nhớ rằng số hiệu nguyên tử Z và điện tích hạt nhân Z là khác nhau. Nó khác nhau về bản chất luôn. Điện tích hạt nhân Z là có là về mặt điện tích và có độ lớn là cú lông. Còn số hiệu nguyên tử Z là một số thể hiện gì? thể hiện số proton, số neutron hay là số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. Được chưa? Và nó sẽ không có đơn vị, nó là số lượng. Được chưa? Số hiệu nguyên tử này là số lượng, còn điện tích hạt nhân thì là điện tích và đơn vị là coulomb. Đấy. Thì đây chính là mô hình cái ký hiệu nguyên tử hóa học. Natri thì là tên và ký hiệu A số viết bên trên thường là số lớn hơn sẽ là số khối và số viết bên dưới thì sẽ là Đấy, số hiệu nguyên tử Z. Được chưa? Tiếp tục ta đến với khái niệm đó là đồng vị. Đồng vị là gì? Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron thì gọi là đồng vị. Mà khi cùng số proton rồi thì chính là cùng một nguyên tố. Đúng không? Vì tất cả những nguyên tử nào mà có cùng số số điện tích hạt nhân Z thì đều được gọi là một nguyên tố hóa học mà. Thế thì cùng Z thì cùng nguyên tố rồi. Nhưng khác nhau về số electron thì dẫn đến số khối khác nhau. Ví dụ như hydro 11, 12, 13 thì số electron khác nhau chưa? Thì ba nguyên tố này được gọi là đồng vị của nhau. Được chưa? Và trong tự nhiên thì tồn tại rất nhiều đồng vị. Thế thì vì có đồng vị nên ta sẽ có công thức tính nguyên tử khối trung bình. Ta sẽ có công thức tính nguyên tử khối trung bình. Đó là gì? A ngang thì bằng AX cộng BI trên 100. Trong đó, X, Y là gì? Là nguyên tử khối của các đồng vị. Còn AB là phần trăm của nó. Đấy, các em để ý này. X và Y là số khối của các đồng vị. Còn A và B là phần trăm của các đồng vị. Đấy chưa? Thì đấy chính là cái nội dung tóm tắt lý thuyết của cái buổi số 2 thì trước khi làm bài tập thì thầy vẫn muốn nhắc lại và tóm tắt lại cho các em để các em nhớ được cái ý chính của nó. Sau đó ta sẽ làm bài tập. Và khi làm bài tập thì các em cố gắng là không mở lại lý thuyết để xem mà các em cố gắng nhớ để các em làm thì như vậy sẽ tốt hơn là các em cứ mở tra mở tra được chưa? Nào bây giờ thì chúng ta cùng mở sang phần bài tập. Ta đến với cái phần bài tập tự luận này. Mục 1 là nguyên tố hóa học các ký hiệu nguyên tử sau cho ta biết gì về một nguyên tử thì em để ý rằng khi biết về ký hiệu của một nguyên tử thì ta sẽ biết được hết tất cả các loại số hạt của nó mà ký hiệu nguyên tử là x a z do đó số khối ở bên trên và số z ở bên dưới như vậy ta có số p số p bằng số e bằng bằng ba được chưa còn số L đông bằng đây là số khối là 7 Số khối thì bằng, bằng P cộng N thì ta lấy 7 trừ đi 3 thì số khối sẽ bằng, bằng 4. Được chưa? Các em chỉ cần làm phép trừ thôi. Ví dụ câu ma G này thì số số P bằng số E bằng 12. Đây. Và số N thì bằng 24 trừ 12 thì cũng là 12. Thì đấy chính là gì? Cấu tạo nguyên tử. Nhìn vào một ký hiệu nguyên tử ta sẽ biết được hết các loại hạt của nó luôn. Đồng thời ta có thể tính được khối lượng. Được chưa? Đấy. Thế thì câu 1 thầy ví dụ hai cái chất như vậy. Sang câu 2. Các ký hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau hay ký hiệu kali có 19e và 20 electron. Thế thì ta sẽ có kali là gì? 19e chính là 19 proton, như 19 viết ở dưới. Số electron là 20 thì lấy 20 cộng với 19 proton thì ra được số khối là 39. Thì ta có ký hiệu đầu tiên là kali 1939. Tiếp tục, là mangan 25 proton và 30 electron cộng lại thì sẽ là 55. Đấy như vậy, số khối thằng này sẽ bằng 19 cộng 20 bằng 39 này. Số khối thằng này sẽ bằng 25 cộng 30 bằng 55 này. Đúng chưa? Số khối thằng này sẽ bằng gì? 23 này để cho sẵn rồi này. Nhưng lại chưa cho proton thì ta sẽ có proton sẽ bằng 23 trừ đi 12 bằng 11 này. Như vậy ta có Na chi 11 và 23 này. Được chưa? Đấy. Và nhôm. Điện tích hạt nhân là 13. Số khối là 13 cộng 14 là 27 này. Như a thằng này bằng 13 cộng 14 bằng 27. Thì đấy chính là ký hiệu nguyên tử. Được chưa? Ký hiệu của nguyên tử của các nguyên tố sau. Tương tự sang câu 3. Tương tự sang câu 3 là tính số proton và neutron trong các hạt nhân nguyên tử. Thế ở đây ta thấy ngay rằng số số B bằng số E thì bằng 92. Còn số neutron thì bằng 235 trừ 92 bằng được chưa? Đấy ta lấy máy bấm thôi. 235 92 bằng 143. Rất đơn giản đúng không? Tiếp tục sang câu 4. Một nguyên tử nguyên tố có tổng số hạt là 52. Thì ta có tổng số hạt 52 này. P cộng N cộng E bằng 52. Số khối lại là P cộng N bằng 35. Thế thì từ đây ta giải ra được E bằng Lấy trên trừ dưới thì 52 trừ đi 35 Thì ta sẽ ra được E đúng không? Đấy như vậy ta được E bằng 17 mà E bằng 17 thì cũng chính là gì? Bằng P Thế thì ta suy được N bằng Lấy 35 trừ đi 17 Thì ta được là 10, 18 Đúng không? Thế thì tìm số hiệu nguyên tử Số hiệu nguyên tử là Z nhé Đúng không? Thế thì suy ra Z sẽ bằng bằng số P là bằng 17 Được chưa? Đấy Còn nếu Cẩn thận nữa thì các em có thể ký hiệu luôn 17 này chính là cờ lo 17 35 Đấy, nếu các em thuộc bảng tuần hoàn thì ta sẽ làm được cái bước này. Bia B này, cho cái khí x tác dụng với kali. Nhạy kali cộng khí x chính là khí clo. Tạo ra muối KCl. Đúng không? Hai lần, hai lần vào đây. 6,72 lít này chính là 0,3 mol. Tính khối lượng muối thu được thì theo cái tỷ lệ cân bằng thì ta có đây là 0,6 mol. Thế thì khối lượng muối thu được sẽ là m bằng 0,6 x M lớn M lớn đây là Kali là 39 Nhưng cờ lo của mình đang là cờ lo 3 lắm, 35 Thì các em phải là 39 cộng 35 Chứ không phải là 35,5 nhé Được chưa Ta đang xét với khí x này là khí cờ lo 35 này Được chưa Đấy thì ta có 39 cộng 35 Nhân với 0,6 bằng 44,4 44,4 gam được chưa? Đấy. Các em lưu ý nhé. Không lại bị nhầm là cộng 35,5 đấy. Mặc dù là à, nó không phải là quá lớn. Nhưng mà các em phải tính chính xác. Tiếp tục ta sang câu 5. Nguyên tố trì có Z bằng 82. Tỷ lệ electron và proton được coi là dạng bền của hạt nhân. Hãy xác định tỷ lệ này. Thế thì ta có Z bằng số P và bằng 82. A bằng 207 bằng P cộng N. Thế từ đây suy ra N sẽ bằng 207 trừ 82 đúng không? Bằng 125. Được chưa? Thế thì ta sẽ suy được cái tỷ lệ gì? Tỷ lệ giữa số neutron và số proton chưa? N trên P chia cho 82 bằng 1,524 Đấy Thì đây chính là giới hạn bền của hạt nhân Hãy xác định tỷ lệ này trong nguyên tử Nguyên tố trì và suy điều kiện bền của hạt nhân Đấy Thì những nguyên tử nguyên tố có tỷ lệ nhỏ hơn 1,524 này Thì sẽ là bền Còn lớn hơn thì sẽ là không bền Được chưa Đấy là nội dung của câu 5 Tiếp theo Ta sang với nội dung của câu số 6 tổng số hạt proton neutron là 10 tính số khối của nguyên tử nguyên tố x Đấy. cho tổng số hạt là p cộng n cộng e bằng 10 tự dưng nó đi bắt tính số khối mà chẳng cho cái gì cả đúng không Đấy. nó chẳng cho gì cả nữa nó chỉ cho mỗi tổng số hạt này một phương trình 3 ẩn là 10 thế thì các em phải biết được cách làm những cái dạng như này ta có số P bằng số E đúng không? Thế ở đây ta có thể viết được lại thành là gì? 2P cộng N bằng 10. Và ta vẫn đang là một phương trình hai ẩn. Thế các em nhớ rằng khi mà gặp một phương trình hai ẩn thì các em phải dùng thêm cái công thức tính chất này cho thầy. Chính là cái điều kiện bền ta vừa tìm. Đây. Điều kiện bền vừa tìm đây. N trên Z sẽ nhỏ lớn bằng 1 nhóm bằng 1,524 đối với các Z nhóm bằng 83. Và nó sẽ là 1,33 đối với các Z nhóm bằng 20 Nhưng trong lúc giảng lý thuyết thầy đã bảo rồi Các em lấy cho thầy là 1 đến 1,5 là được Được chưa? Chứ không nhất thiết phải là 1,524 cũng như 1,33 Thế thì ở đây ta sẽ có Và đây là công thức các em được dùng sẵn luôn nhé Ta có 1 nhóm bằng N trên Z Nhóm bằng 1,5 Thế thì ta sẽ phải đi giải cái hệ bất phương trình này bằng cách giải như sau. Z với P là như nhau thôi thì Ở đây thầy sẽ rút N ra bằng 10 trừ 2P đúng không Ta có một nhón bằng 10 trừ 2Z Đấy Trên Z Nhón bằng 1,5 Đây N bằng 10 trừ 2P Mà P với Z như nhau Nên thầy lấy là 10 trừ 2Z Về mặt độ lớn là nó sẽ giống nhau Được chưa Đấy Ta quy đồng lên Ta được Z nhón bằng 10 trừ 2Z Nhón bằng 1,5Z Đấy, bây giờ ta che lại ta giải thực bất phương trình 1 3z nhỏ bằng 10 thì z nhỏ bằng 10 phần 3 Như vậy từ đây ta suy được là 10 chia 3,5 nhỏ bằng z nhỏ bằng 10 phần 3 Được chưa? Như vậy ta suy được là 2,8 nhỏ bằng z nhỏ bằng 3,3 Mà z là số nguyên thì z sẽ bằng bằng 3 Được chưa? Biết z bằng 3 rồi các em thay vào đây thì suy ra n bằng 6 và ta tìm được số khối là 9, đúng chưa? Tiếp theo là câu 7 này. Nguyên tử một nguyên tố X có tổng số hạt bằng 58. Thì các em ghi nhớ rằng khi cho tổng số hạt nhé, các em viết luôn cho thầy. Và ta viết là 2Z đi. 2Z cộng N bằng 58. Thầy lưu ý này. Có rất nhiều giáo viên sẽ trình bày khác nhau ở chỗ ý này. Có giáo viên thì viết đây là 2p nhỏ cộng n nhỏ bằng 58. Có giáo viên sẽ viết là 2z lớn cộng n lớn bằng 58. Và các em, cái này thì lên theo giáo viên dạy trên lớp của mình. Được chưa? Đấy bởi vì cái cách trình bày của mỗi người khác nhau và uh, nếu em không trình bày theo thì có thể sẽ hơi khó khăn trong quá trình chấm bài. Được chưa? Nếu là ghi đúng, nếu là ghi đúng nhá thì phải ghi là z in và n lớn. Vì sao? N lớn này là thể hiện số lơ tơ rông Còn L nhỏ là lơ tơ rông N với số N nó khác nhau Z là số proton hay chính là điện tích hạt nhân Còn nếu ghi chữ p không thì gọi là số proton Ở bài trước cũng như trong lúc dạy lý thuyết Thầy ghi là P cả N Vì sao? Thầy có nói rồi Vì khi đó các em chưa học điện tích hạt nhân Chưa học đến khái niệm Z Nên ta phải dùng P để ghi Được chưa? Đấy nhưng trong thực tế thì cũng có một số giáo viên người ta vẫn ghi là P cộng N và về mặt ký hiệu thì nó không chính xác cho lắm nhưng mà về mặt kết quả thì nó không hề thay đổi do đó thì cái đấy thì các em phải tùy căn cứ vào việc mà giáo viên trên lớp các em dạy ghi như nào thì các em phải theo được chưa có số khối nhỏ hơn 40 số khối nhỏ hơn 40 là A nhỏ hơn 40 ta chưa làm được gì cả bây giờ các em chỉ cần quan tâm đây là gì có một thì có một phương trình có một phương trình thì bắt buộc các em phải dùng thêm phương trình phụ đó là một nhón bằng n trên z nhón bằng 1,5. Đấy, và cách làm có phải giống hệt bài 6 ở trên không? Bài 6 thầy đã giảng cho các em rồi. Đó là phải đi giải gì? Giải hệ phương trình. Giải hệ bất phương trình như này. Thay n bằng 58 trên z quy đồng lên. Được chưa? Xong suy ra z lớn số nào? Z lớn 2,8 nhân 3,3 mà z là số nguyên thì z bằng 3 thì đấy là quy trình tính toán. Được chưa? Thế thì cách làm tự luận thầy đã hướng dẫn ở trên rồi và các em lên làm tự luận thêm một vài bài để biết. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách làm nhanh đối với cái dạng bài này. Cách làm nhanh thứ nhất là cũng dựa vào kết quả của cái việc tính tự luận này thì các em chỉ việc lấy 58 chia cho 3,5 và chia cho 3 cho thầy. chị nhỏ bằng Z nhỏ bằng 58 chia 3. Đấy các em lấy luôn 58 chia 3,58 chia 3. Ta được 16,6. 58 chia 3 bằng 19,3. Đấy, ta có Z lớn bằng 16,6 và 19,3. Thế thì ở đây số nguyên sẽ là Z bằng 17.

bằng 22 và 58 chữ 2 x 19 bằng 20 Thế ta sẽ có số khối thì bằng A cộng Z đúng không? Đây là 41 Đây là 40 Và đây là 39 Đề bài lại cho số khối nhỏ hơn 40 Thế thì hai thằng này là loại và đây là thỏa mãn Thì đáp án của ta sẽ là Z bằng 19, N bằng 20 và A bằng 39 và ký hiệu là kali 19 39 được chưa? Thì đấy là nội dung của bài số 7 là như vậy. Được chưa? Đấy. Đấy là cách làm nhanh thứ nhất là dựa vào cái kết quả của việc giải hệ bất phương trình mà thôi. Như vậy nó thực ra chỉ là một cái cách để làm tắt là em bỏ qua được cái bước thế, bước quy đồng và em làm luôn cái bước mà chia 3,5 chia 3 cho thầy đấy nhưng cách này vẫn dài và nó chưa phải là cách hay thế thì đấy, các em nhìn cái cách tự luận thực ra đây là chỉ là cách rút gọn của tự luận thôi thì các em nhìn thấy là ta sẽ biện luận 3 trường hợp để ra được kali 1939 cách làm nhanh thứ hai mà siêu nhanh luôn để các em làm trắc nghiệm đó là gì các em lấy tổng số hạt chia 3 làm tròn xuống cho thầy lấy tổng số hạt chia 3 làm tròn xuống, làm tròn xuống là ký hiệu ngoặc vuông bằng Đây, thầy bấm nhá, 58 chia 3 bằng 19,33. Thế làm tròn xuống là còn bao nhiêu? Còn 19 đúng không? Thì đây chính là đáp án luôn. Đúng không? Chính là trường hợp 19 20 39 này. Đấy các bạn thấy nhanh không? Lấy mỗi cái máy tính bấm phát chọn đáp án. Nếu là trắc nghiệm. Còn tự luận thì các bạn phải trình bày rồi. Đấy là cái điều hiển nhiên rồi. Được chưa? 58 chia 3 làm tròn xuống. Đấy. Tiếp tục ta sang với câu 8. Vì ta sẽ có rất nhiều thời gian, rất nhiều bài tập để luyện tập cái dạng này. Nên thầy sẽ giới thiệu trước như vậy. Ta đến với câu 8. Tổng số hạt 2Z cộng N bằng 60. Số hạt mang điện. Hạt mang điện là gì? Hạt mang điện là P và E. Số hạt không mang điện là L Thế số hạt băng điện có phải là 2Z không? Gấp đôi số hạt không băng điện thì bằng 2N Ta giải hệ Các em lưu ý nhé Số hạt băng điện là P và E Mà P cả E bằng nhau Thì số hạt băng điện sẽ là 2P Chính là 2Z Không băng điện là N Và gấp đôi Được chưa? Thế từ đây ta suy ra được gì? Z bằng N Thay Z từ đây là 3Z Thì Z bằng 20 N bằng 20 Đúng không? Đấy, thế người ta bắt tính Z của nguyên tố X thì Z bằng 20 rồi. Xong. Đúng chưa? Như vậy là tự luận thì các bạn lập hệ phương trình cho đây và giải hệ này ra thì ra được Zn và E. Từ đấy ta ký hiệu được nguyên tố này là canxi 20 40. Đấy, các bạn cố gắng học thuộc bảng tuần hoàn để biết được tên nguyên tố luôn. Thế thì bây giờ ta lại quay lại cái cách của bài 7 thầy dạy các bạn cách làm nhanh đúng không? Cách siêu nhanh luôn. Thì thử xem nó có đúng với bài này không? thì ta có này số z sẽ bằng lấy tổng số hạt là 60 đúng không chia 3 làm tròn xuống mà 60 chia 3 thì bằng 20 thì 20 làm tròn xuống thì vẫn là 20 thì các bạn thấy một phát lại ăn ngay không cú đúp đúng không Đấy. chỉ là mỗi phép chia và làm tròn xuống nhưng nó cũng có nhược điểm nhá nó chỉ áp dụng cho những cái cái nguyên tố có tổng số hạt nào nhỏ thôi chứ không phải tổng số hạt là lớn Thế thì ta sẽ đến với câu 9 để ta minh minh họa cho cách điều thầy vừa nói. Tổng số hạt là 82. 2z cộng n bằng 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. 2z trừ n bằng 22. Mang điện là 2z. Không mang điện là n. Và lưu ý nếu người ta bảo là số hạt mang điện dương thì mang điện dương chỉ là z vì mang điện dương là proton. Được chưa? Đấy. Ta giải cái hệ này lấy trên cộng dưới mất n 4z bằng 104 suy ra z bằng lấy 104 mà chia cho 4 thì ta được 26 khi z bằng 26 rồi thì n sẽ bằng em sẽ lấy gì 82 trừ đi 2 x 26 bằng 30 n bằng 30 người ta bắt xác định z a và ký hiệu nguyên tử thế thì ta sẽ có a sẽ bằng gì z cộng n 2630 là 56 và ký hiệu nguyên tử là sắt 2656 được chưa sắt 2656 đấy thế nếu bây giờ ta lại dùng cái công thức của bài trước đó là gì lấy tổng số hạt mà chia 3 làm tròn xuống thì các em thấy rằng ta lấy 82 chia 3 ra 27,3 làm tròn xuống 27 và ta thấy sai chưa? Ở đây Z bằng 26 mà. Đấy. Do đó là cái công thức tính nhanh đấy thì chỉ áp dụng cho các nguyên tố mà có Z nhỏ hơn 80. Được chưa? Có Z nhỏ hơn 80, lớn hơn 80 thì áp dụng sẽ bị sai. Nhưng thông thường thì các em phổ biến là dùng gặp các nguyên tố mà có Z nhỏ hơn 80. Mà cụ thể là sau này ta còn học là gì? Chỉ học 20 nguyên tố học đầu tiên mà thôi. Đấy khi học bảng tuần hoàn thì ta chỉ học 20 nguyên tố hóa học đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Được chưa? Đấy, do đó khi các em dùng công thức tính nhanh này thì nhớ rằng nó phải có điều kiện sử dụng là Z nhón bằng 80. Được chưa? Đấy. Tiếp tục ta đến với nội dung câu số 10. Ta đến với nội dung câu số 10. Nguyên tử X có tổng số hạt là 155 Thế là chắc chắn không dùng được công thức tính nhanh rồi Đúng không? 2Z cộng N bằng 155. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. 2Z trừ N bằng 33. Thế thì đương nhiên ta giải hệ này ra Z bằng... Được chưa? Các em lấy 155 cộng 33. Thế là gì? 4Z bằng 188. Suy ra Z bằng 188 chia 4 bằng 47. Và N bằng Lấy 155 trừ 2 nhân 47 bằng 61. 61. Được chưa? Đấy. Thế thì người ta hỏi là x là nguyên tố nào? Thế thì muốn biết x là nguyên tố nào thì các em phải tra trong bảng tuần hoàn hóa học để xem x là nguyên tố gì. Bởi vì nếu anh còn nhớ z là điện tích hạt nhân. Đúng không? z là điện tích hạt nhân. Mà điện tích hạt nhân z còn là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn được chưa số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn thế thì em chỉ cần xem xem cái nguyên tố 47 đấy là nguyên tố gì đây thầy sẽ mở cho các em xem cái bảng tuần hoàn để các em hiểu các em nhìn thấy này z bằng 47 này chính là ô số 47 đây này đấy ô số 47 thì nó là nguyên tố bạc hoặc là như đồng là ô số 29 đúng chưa sắt vừa rồi là ô số 26 chưa là fe chưa thì số hiệu nguyên tử chính là số thứ tự trong bảng tuần hoàn luôn em ra z bằng 47 thì em trao 47 là bạc chưa m lớn là 108 đúng không thế thì em mới thấy ta có số khối bằng gì z cộng n có phải là 108 không đúng chưa đấy thì chính là tra bằng tuần hoàn em sẽ ra được bạc 47 108 đấy đấy là cái việc mà vận dụng cái bảng tuần hoàn trong quá trình làm bài của mình được chưa? Tiếp tục ta sang câu 11. Câu 11 trông có vẻ khó hơn đấy nhỉ, nó dài. Tổng số hạt của A là 16. Tổng số hạt của A là 16 thì ta có 2ZA cộng NA bằng 16. Trong nguyên tử B là 58. 2ZB cộng NB bằng 58. D là 180. 2ZD cộng ND bằng 180. Số đô tông trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá một đơn vị. Khác nhau không quá một đơn vị tức là gì? Nó chỉ có thể là bằng nhau hoặc là bằng một. Đúng không? Số proton tông trong hạt nhân nhé. Các em lưu ý là số đô tông thì chỉ là Z thôi. ZA. Số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử số proton trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá một đơn vị. Thế em để ý này, số hiệu nguyên tử là gì? Số hiệu nguyên tử là Z. Đúng không? Số hiệu nguyên tử thì là Z. Chính là bằng số proton. Được chưa? Mà đây lại ghi là số proton trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá một đơn vị. Thế thì Chỗ này là có vấn đề Đề bài ở đây có thể đang bị lỗi Số đô tông chính là Z Mà số hiệu nguyên tử cũng là Z Lại bảo khác nhau không quá một đơn vị Thì chắc chắn ở đây là ra bị gõ sai Ở đây có thể là người ta cho Z và N lại chênh nhạch nhau không quá một đơn vị Đúng chưa? Thế thầy mới thử Thử đi Chưa Là gì? Z mà bằng N Thì 3Z bằng 16 Thì Z chắc chắn bị lẻ Thì chắc chắn sai rồi Đúng không? Thế thì trường hợp là gì z trừ n bằng, bằng một đi z trừ n a bằng một đúng không thế thì ta thử xem là ở đây ta sẽ có là gì lấy hai phương trình này cộng lại phương trình này cộng lại thì là 17 chia 3 cũng bị lẻ đúng không thế thì ta sẽ thử là n trừ z đi n sẽ bằng z cộng một đúng không n sẽ bằng z cộng một thì sẽ là 3z cộng 1 bằng 16 thì z bằng z bằng gì? 5. ZA bằng 5. NA bằng ZA bằng 5 thì NA bằng bằng 6. Được chưa? Đấy. Tương tự cho câu dưới, ta có thể thử. Nếu Z bằng N thì có phải là 3Z bằng 58. Đúng không? 58 thì chia cho chia cho 3 không chia hết được thì sẽ bị lẻ thì đương nhiên là không thể bằng n được. Thì ta có thể lấy trường hợp là n z bằng 1 đi. Đúng không? Thì thì ta lấy 57 mà chia cho 3. Đây ta sẽ gian trường hợp nb zb bằng 1. Thì zb bằng 57 chia 3. 19. Và nb bằng 20, đúng không? Rõ ràng ta thấy cái này sẽ đúng rồi, vì đây là kali 19 20. Được chưa? Như vậy là cái đề này đang bị bị sai. Đúng chưa? Tương tự con này. Ta lấy N bằng Z đi vì 180 chết cho 3 mà. Đúng không? Như vậy trường hợp này ND bằng ZD thì suy ra ZD bằng 180 chia 3 bằng ND bằng 60. Đúng không? Đấy. Được chưa? Như vậy thầy chỉ ví dụ cái câu 11 này thế vì nó có có sự sai một chút sai đề ở đây nên thầy đã hiệu chỉnh lại cái đề và hướng dẫn cho các em làm nội dung câu 11. Được chưa? Tiếp theo là ta sẽ sang cái phần bài tập trắc nghiệm. Ta sang phần bài tập trắc nghiệm. Phần nguyên tử khối trung bình này thầy đã chữa ở ở buổi trước rồi. Thì bây giờ ta sẽ sang phần bài tập trắc nghiệm nhé. Bài tập trắc nghiệm này. Câu 1, chọn phát biểu sai. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 proton. Nguyên tử oxy có số E bằng số proton, lớp E ngoài cùng vân vân. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 proton. Như vậy là các bạn nhớ rằng là những nguyên tử mà có cùng số điện tích hạt nhân thì được gọi là nguyên tố hóa học đúng không? Và oxy là có 8 proton, proton. Đúng chưa? Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 proton nguyên tử oxy có số e bằng số đầu tông, đúng rồi số e bằng số b lớp e ngoài cùng của nguyên tử oxy có 6 e như vậy ở đây là mới có 8 lơtrông là sai có nhiều nguyên tử khác cũng có 8 lơtrông được chưa câu 2 phát biểu nào sau đây sai số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân số đầu tông trong nguyên tử bằng số lơtrông vô lý rồi không phải lúc nào cũng bằng lơtrông số proton tông bằng số e số khối bằng tổng proton tông, đồ tông, đồ tông như vậy là ta có đáp án B. Câu 3. Mệnh đề nào sau đây không đúng? Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có tỷ lệ giữa số proton neutron là 11. Chỉ có trong nguyên tử magie mới có 12 e. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có 12 proton. Nguyên tử magie có 3 lớp e. Thế thì bây giờ các em phân biệt xem A hay B. Bờ, magie là có ô số 12 Z bằng 12 Z bằng 12 thì sẽ có 12 proton 12 electron và tỷ lệ neutron của proton trong trường hợp này sẽ là 11 nhưng mà oxy thì cũng có đi tỷ lệ proton neutron là 11 đấy nên chỉ hạt nhân nguyên tử magie mới có tỷ lệ này là không đúng câu 4 Phần trắc nghiệm này khá khó đấy các em nhé, đoạn đầu này khá khó đấy. Khi nói về số khối, Điều khẳng định nào sau đây là luôn đúng Bằng tổng khối lượng Các hạt proton neutron Bằng tổng số các hạt Bằng nguyên tử khối Bằng tổng số này Thì ta có số khối Bằng Z cộng với N Được chưa Thì Z cộng N là gì Là số proton và số neutron Đúng chưa Đấy, Như vậy nó bằng tổng số Các hạt proton và neutron Câu 5 Nguyên tử phở có 9B, 9E và 10N Số khối của nguyên tử phở là Lấy 9 cộng 10 là 19 5, 6, 8, 1. Ký hiệu nguyên tử là Chắc chắn là 56 ở dưới rồi Lấy 81 mà cộng với 56 Thì ta được là 137 Như vậy là 5, 6, 137. Cặp nguyên tử nào có cùng số lơ tử Không có lơ tử hai cái hai cái một cái 0, 1, 1, 1, như vậy đây có cùng số lô tơ đông lấy 2 1 và lấy 3 2. Một ion có 3 proton, 4 neutron và 2 electron. Ion này có điện tích. Proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm. Lơ tơ đông thì không mang điện. Thế thằng này là dương 3, thằng này là âm 2 thì ta còn là dương 1. Được chưa? Đấy. Tiếp tục. Câu 9 1 ion 13, 14, 10 Điện tích sẽ là dương 3 con này thì bắt đầu dễ rồi Được chưa 8 proton và 10 electron thì nó phải là âm 2 Đấy Ion M2 cộng có số E là 18 Thì điện tích hạt nhân là Các em lưu ý này M2 cộng là nó đã mất đi 2 electron để mang điện tích dương Thế thì khi ban đầu có đủ 2 electron vào thì nó phải là 20 Đấy được chưa? Như vậy ta phải là 18 cộng 2 là 20. Thế điện tích hạt nhân thì lại phải là cộng 20. Được chưa? Nó sẽ bằng 18 cộng với 2 cộng. Đấy. Còn x2 trừ là đã gì? Đã nhận thêm 2 electron. Nhận thêm 2 electron thì số E sẽ lớn hơn số proton là 2 đơn vị đúng không? Thế thì ta sẽ có đáp án B. Số E trừ số B bằng 2 ion x trừ cái phần này là phần điện tích của ion đấy ion x trừ có 10 e hạt nhân có 10 proton số khối là x trừ mà có 10 e thì x ban đầu chỉ có x có 9 e mà thôi vì nó phải nhận thêm một e thì mới thành trừ mà x có 9 e thế thì số khối sẽ là 9 cộng 10 là 19 được chưa đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố có số proton bằng nhau nhưng khác nhau về số lơ trông dẫn đến số khối khác nhau. Trong ký hiệu XAZ thì A là số khối xem như gần bằng khối lượng nguyên tử, Z là số proton trong nguyên tử, Z là số e là lớp vỏ. ABC đều đúng, đúng chưa? Câu 16. Ta có ký hiệu nhận xét là sau đây đúng. Đây đều là hai đồng vị của nhau đúng không? Như vậy, cả hai cùng thuộc về nguyên tố urani là đúng này. đều có 92 proton là đúng này. Khác nhau số e là sai như vậy ta có đáp án D. Câu 17. Cặp chất nào là đồng vị? Đồng vị là phải có cùng số proton, ta thấy cùng số 8 chưa? Đây là đồng vị của nhau. Được chưa? Câu 18. Nguyên tử có số hiệu Z bằng 24, có số neutron bằng 28. Z bằng 24 thì Số P bằng số E cũng bằng 24 Được chưa? Đấy Số khối bằng 52 này 24 cộng 28 52 đúng này Điện tích hạt nhân bằng 24 đúng này Số E 28 là sai Thì ta có đáp án D A, à, C đều đúng Câu 19 Có 3 nguyên tử Số proton đều là 12 Số khối lần lượt là Chọn câu sai Đều là 12 thì chúng là đồng vị của nhau Đúng các nguyên tử trên đều có 12 e đúng số lơ thơ lần lượt là 24 12 này 25 12 và 26 trừ 12 đúng số thứ tự là 24 25 26 là sai số thứ tự là 12 số thứ tự thì bằng bằng số Z bằng Z luôn nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân B được chưa? chứ không phải là cùng số E nhé phải là cùng điện tích hạt nhân Z được chưa? Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em toàn bộ nội dung của bài số 2 trong trình hóa lớp 10, bài tập tự luận, bài tập cơ bản, bài tập nâng cao và phần bài tập trắc nghiệm, được chưa? Đấy. thì các em cố gắng là phải luyện tập thêm, đặc biệt là cái dạng bài tập gì cho tổng số hạt và xác định từng loại hạt một hoặc xác định số khối, đấy là một loại bài rất quan trọng có trong đề thi đại học, được chưa? Đấy ở buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang đến cái bài là gì? Sang đến bài nội dung số 3 trong chương trình của mình. Đó là cấu tạo vỏ nguyên tử. Là ta sẽ đã học sâu về cái lớp vỏ thôi. Chứ không học về hạt nhân nữa. Được chưa? Đấy. Ok nhá Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Tạm biệt các em.